Hôm nay thứ bảy, ba anh em chúng tôi lại tản mạn cuối tuần. Cuối tuần có cái gì vui thì anh em nói. Nhưng mà hôm nay mà anh Cung muốn nói cái chủ đề, anh Cung giới thiệu cái chủ đề của anh. Chào hai thính giả cái đã. Sau bạn xin chào khán thính giả. Mời anh Cung. Dạ, chú Sư Phương xin, cũng xin chào đồng bào, bà con, cô bác. Mấy hôm nay thì tuy rằng nghe là bệnh tình thì nó giảm nhưng mà vẫn còn yếu, nhưng mà tuy nhiên thì là cái việc gì nó tới thì cũng phải tới, thành ra cũng cố gắng để mà tham dự cái buổi nói chuyện với nhà bữa nay với lại các bác. Tôi xin phép chào quý anh chị em, quý vị và các cháu ở Việt Nam và ở hương ngoại. Thường thì chúng tôi rất yếu và rất có ít thì giờ, lâu lâu thì mới lên livestream để học chuyện với quý vị. Thì tôi sẽ nói với quý vị về vấn đề cấp lưu dũng thoại. Đó là có nghĩa là hãy mau mau bỏ lại thì mới là người hưu can đảm, thì mới là người can đảm mà gì hưu trí. Xin tôi mời anh Xuân Phạm vô đề cái gì. Vâng, tôi thì chỉ nói sự ngoài đề một chút xíu là anh em trong nhóm có về Việt Nam đều được bà con trong nước tiếp đãi rất là nồng hậu, thấm thiết tình đồng bào, thành ra cũng cảm ơn các bạn, các người mà đã cùng tham gia trong cái Facebook, đã gặp anh em từ Mỹ về và họ rất là có một cuộc thăm viếng đất nước một cách chân tình, rất là hạnh phúc, và họ đi đâu cũng cảm thấy là quê hương của mình nó tươi sáng, đẹp, và đồng bào có một cuộc sống rất là sung túc, và người dân có một cái sự tự do tuyệt đối. Họ làm ăn trên cái quê hương của họ, họ độc lập, họ tìm cái mưu sinh hạnh phúc trên cái quê hương của họ. Đó là một điều rất là quý khi mà tất cả người dân ở trong nước đã có một cuộc sống rất là an bình và hạnh phúc. Đó là niềm vui chung cho trong nước cũng như hải ngoại. Đó là cái vấn đề là tôi muốn chia sẻ cái sự thân mật của anh em đi về Việt Nam đã được tiếp đón rất là nồng hậu. Vấn đề mà đạo đức, hoặc là nói như anh ấy, cái vấn đề mà các cựu chiến binh về hưu thì có nhiều người đã tham gia tích cực với nhà nước để bảo vệ cái chính nghĩa của chính phủ, cũng như là làm cho cái cộng đồng mạng này nó thêm phong phú, bảo vệ những cái truyền thống của đất nước. Đó là một cái điều mà những vị cựu chiến binh đã tham gia, và đã có nhiều vị đã cho tôi biết nhiều cái hiện tình trong cái cuộc chiến vừa qua, như anh Hoàng Kiền cho tôi thấy cái bảo tàng Đồng Quê, thấy những lịch sử trong cái thời gian chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, và đồng bào đã cố gắng trong vấn đề vừa đấu tranh trên ngoài chiến trường, còn dân chúng thì họ lo cày cấy để giúp ích cho tiền tuyến. Đó cả một cái tình dân tộc của người dân ở hậu phương cũng như người dân ở tiền tuyến đã cùng một đoàn kết, cùng một lòng để đòi hỏi cái sự độc lập tự do đó. Đó là một điều rất là trân trọng và quý giá mà trước đây tụi tôi ở Mỹ không biết được những cái tình cảm đó của nhân dân, với sức mạnh của nhân dân là do toàn dân đoàn kết như vậy. Thì đó là một điều cảm ơn anh Hoàng Kiền cho biết những hình ảnh của Bảo tàng Đồng Quê. Xin mời bác Phương. Tôi không theo dõi được hết cái những cái buổi nói chuyện của các bác ở bên trong nước,
Nhưng mà riêng mà cái mà tôi mừng nhất trong cái tuần vừa rồi đó là ông chủ tịch Hội đồng về Nhân quyền ở bên của Liên Hiệp Quốc đã chính thức đến thăm Việt Nam. Và cái kế nữa đó là Việt Nam được bầu giờ là giờ chủ tịch của cái ủy ban nhân quyền của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thì tôi thấy cái đó là một điều rất là vinh dự, và nó đã trả lời cho tất cả những cái đám phá hoại nào mà đã nói từ xưa đến nay là Việt Nam không có nhân quyền, là Việt Nam là nghèo lắm, Việt Nam là không có gì đáng kể, là cộng sản là bóc lột này kia gạt gẫm. Thì đây, cái lần này là một lần đã vả vô mặt của cái bọn nói láo nói xạo bên này, để cho thấy rằng là Việt Nam bây giờ chẳng những về bảo đảm được cái kiểm soát được cái nhân quyền của thay mặt cho Liên Hiệp Quốc đóng góp vô đó những cái công trình rất là lớn, đưa người đi các nước khác, nước nào nghèo đói mà cần có sự hỗ trợ là Việt Nam cũng đều thẳng thắn đi tới, những vùng có chiến tranh cũng đi tới đó để mà cho thấy, để chuyển về cho đồng bào thấy tất cả những hình ảnh đẹp về Việt Nam đối với thế giới. Và thứ nhất là cái buổi mà viếng thăm của ông, tôi không biết chức vụ của ông ở trong Liên Hiệp Quốc, nhưng tôi biết là ông là chủ tịch Hội đồng về Nhân quyền hay là cái gì khác hơn nữa ở trong cái Liên Hiệp Quốc. Thì tôi thấy ông đã tới thăm Việt Nam và rất là được Việt Nam tiếp đón, và ông cũng nói những điều rất là chân tình đối với Việt Nam. Còn về tình hình làm ăn kinh tế đối với lại như là Việt Nam lúc này, thì là mặc dù là những tháng cuối năm, nhưng mình đều nói lên được cái sự như là Việt Nam đã thu được nhiều cái thắng lợi và đã được thế giới đưa tiền vô đầu tư trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về điện tử, về bảo vệ thức ăn trái cây rồi để mà để xuất khẩu. Đó tôi thấy nói rất nhiều điều cho thấy rằng cái kinh tế của Việt Nam tuy rằng vừa mới thoát qua các cái bệnh truyền nhiễm cho cả thế giới và trong đó có Việt Nam, nhưng mà bây giờ đã gượng lại được cái thu nhập, cái bình quân đầu người chẳng những không kém đi mà bây giờ lại được tăng nghĩa là rất là nhiều. Thì đó tôi rất mừng cho tình hình ở trong nước, xuyên qua các cái báo cáo các cái nước khác đã bỏ thêm tiền đầu tư vô, thứ nhất là lĩnh vực đồ điện tử và làm ngay cả những bộ phận rời cho máy bay Boeing của Mỹ. Thì đây, cái điều đó là tôi rất vô cùng vui mừng và tán phục cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam đối với những doanh nghiệp, và uy tín của Việt Nam tăng thêm rất nhiều ở trên thế giới, cũng như ở trong cái hội đồng nhà của Liên Hiệp Quốc, và các nước Đông Nam Á đều có lời khen tặng và xếp hạng Việt Nam rất là cao. Tôi không nhớ hết tất cả những chi tiết, nhưng mà tôi xem tới đâu là tôi thấy phấn khởi, thấy mừng cho đất nước đã đi vượt qua được mà còn đi lên trên cái mức bình thường, trong khi những nước khác còn đương lặn lội trong cái chỉ số thu nhập đầu người rất là khó khăn, thì Việt Nam bây giờ cũng đã thu nhập bình quân đầu người rất là đáng kể. Kính thưa quý vị, trước tiên khi vào vấn đề này, tôi xin phép để tưởng niệm đại quý phi công Nguyễn Văn Bảy về cái nhân cách và cái nhân sinh quan của anh ấy. Tôi cũng xin phép đưa quý vị trở về một đoạn lịch sử xa xưa, từ thời nhà Hán, tiền Hán ở bên Trung Hoa. Đó có hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Trương Lương,
nhân vật thứ hai là Hàn Tín. Sau khi thành công, Lưu Ngự Lưu Bang lên ngôi làm Hán Cao Tổ, thì Lưu Bang ở thì Trương Lương cáo lão về giường và rủ Hàn Tín về giường. Hàn Tín thì không chịu, vẫn ở lại. Và lúc đó đó thì Hàn Tín đã bị tước hết cái binh quyền, chỉ còn giữ chức hầu mà thôi. Xét về cái tư cách của anh Trương Lương là con người không có tham danh, không có cầu lợi, không có cầu quyền tước gì hết, sẵn sàng bỏ lại tất cả cho đời mà về hưu. Để còn Hàn Tín là một người rất ham danh, ham quyền, đến độ phải lòn trôn giữa chợ để mà mưu danh sau này. Và khi công thành danh toại, ông ta không chịu về hưu. Mặc dù chỉ còn là tước hầu, không có binh, không có quyền gì hết, nhưng vẫn bám lấy cái công danh, để rồi phải thảm tử. Tôi đưa hai cái nhân vật đó để so sánh lại với trường hợp của anh Bảy Phi Công. Anh Bảy Phi Công mới đích thực là một Trương Lương, mặc dù anh Bảy Phi Công là tướng ở ngoài trận trên không, chứ không phải ở là một người phục vụ ở trong cái ngành chính trị. Nhưng mà anh Bảy rõ ràng bước chân theo Trương Lương để mà bảo thần, không có một cái gì mà quý cho bằng mình can đảm bỏ lại tất cả những công hầu danh tướng, bỏ lại tất cả quyền uy tài lộc phú quý vinh hoa mà để sống một cuộc sống hàng giả như anh đại tá Nguyễn Văn Bé. Anh Nguyễn Văn Bé không những được anh em trong quân đội mến phục kính ngưỡng, mà phải nói rằng nhân dân cả nước ngưỡng mộ và kính phục anh này, ngưỡng mộ ở cái tài chiến đấu và kính phục ở cái nhân cách. Trở lại cái xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ, cũng có rất nhiều người đã hưu trí. Ví như Trung tướng Nguyễn Nam, Nguyễn Thanh Tuấn là một người hưu trí, nhưng vẫn đóng góp, âm thầm đóng góp. Nó khác với những vị tướng sau khi về hưu rồi vẫn còn quyến luyến cái danh vị, chạy cái chức này, chạy cái chức kia. Cái gương mà của Hàn Tín, anh em hưu trí nên noi theo, để đánh, để noi mà tránh được cái quả cho mình. Bởi vì
có một câu nói: bất tệ kỳ vị, bất ngu kỳ chính. Mình không còn ở trong địa vị đó thì mình phải trả cái quyền lại cho người, cho nhà nước, cho chính phủ, cho nhà nước, cho đảng. Mình đừng vì muốn nổi danh mà mình tham gia vào những cái trái lại với lập trường của đảng, trái cái chủ trương của nhà nước. Điển hình, tôi không muốn đưa lên những nhân vật điển hình, nhưng mà tôi chỉ cầu mong rằng những người đã từng có một cái tư tưởng quyến luyến cái quyền lực, muốn quyến luyến cái danh vọng, hãy noi gương quan bày, sống một sống bình thường. Nếu có phương tiện giúp đỡ cho quần chúng lối xóm láng giềng, còn nếu không có phương tiện thì mình cũng phải sống theo đời mình. Khi nào mà quốc gia hữu sự có một cái chuyện gì đó thì quý vị tuổi già sức yếu rồi thì nên có một vài lời cố vấn cho chính phủ, cố vấn cho nhà nước. Đó là ông Nguyễn Trãi hay Nguyễn Công Trứ gì đó nói: phù thế giáo một vài câu thanh nghị. Đó là cái quý vị cần làm. Không nên nhắm vào những cái thế lực ở nước ngoài. Cái thế lực nước ngoài mặc dù là người Việt nhưng họ đã từ bỏ cái huyết thống của Việt Nam rồi. Họ có tỏ lòng yêu nước được hay không? Mọi người cả gan dám bỏ cái huyết thống, cái dòng máu của tổ tiên thì không thể tin được. Hơn nữa, họ không về Việt Nam để mà sống một cuộc sống một bình thường như người dân lương thiện. À, muốn tạo lập nên một cái thế lực, tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo cái lịch sử. Mục đích họ là gì? Có phải là mục đích của họ muốn ngồi lên cái ngai vàng hay không? Họ, cái hành động của họ hiện tại, và tôi theo dõi, tôi thấy họ cố gắng lôi cuốn những người ở hải ngoại về để góp tiếng nói với họ. Đặc biệt là những cái trang YouTube họ mở ra để lôi kéo những người đó, rồi kiếm view. Thì nhiều trang YouTube thực sự họ nói rằng ủng hộ cách mạng trắng hay là ủng hộ Hoàng Duy Hùng, nhưng thực chất họ lợi dụng Nguyễn Phương Hùng để họ kiếm view. À, Hoàng Duy Hùng chứ. Dạ rồi, xin lỗi quý vị nha. Họ lợi dụng cái Hoàng Duy Hùng thì Hoàng Duy Hùng cũng nghi thơ, tưởng rằng mình được tôn sùng. Nhưng mà Hoàng Duy Hùng cũng chỉ là người dùng cái trí não của mình
để người ta làm, người ta làm tiền trên cái não, trí não của mình. Những người diệt hải ngoại đây cũng vậy, và những người ở trong nước cũng vậy, đều bị cái nhóm YouTuber kiếm view lợi dụng cái trí não của quý vị. Vô tình quý vị trở thành một kẻ làm tiền cho họ mà thôi. Rồi tôi có một vài lời nói tiếp với quý vị là hãy noi gương của Bác Bảy để mà sống một cuộc sống thanh thản, vô tư vô lự, không sợ cái gì hết. Mình không làm gì có lỗi thì đi đêm không có phải sợ ma.